Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tâm. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm ảnh color point như Samsung S10 như thế nào nhé. Đây là cái ảnh color point. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu cái hiệu ứng color point trên Samsung Galaxy S10 là như thế nào. Tính năng color point thực chất là sự kết hợp giữa việc xử lý tách chủ thể thành một lớp layer riêng, xóa mờ nhẹ phông nền và chọn màu sắc tập trung để nổi bật cho chủ thể. Thì các bạn thấy anh chàng thanh niên này, nó nổi bật hơn cái nền màu đen này. Đấy, hay ảnh cô gái màu xanh, cô gái màu xanh này nên nổi bật hơn cái background trên cái nền này. Thì cái quá trình này giống cái thao tác kỹ thuật Select Color thường được các nhiếp ảnh gia sử dụng qua Photoshop hoặc là Lightroom để xử lý một hiệu ứng ảnh như color point. Người dùng chúng ta thường mất trên dưới 5 phút để ra một bức ảnh như thế này. Trong khi đối với cách chia sẻ và cách làm của mình, các bạn có thể làm được ảnh color point trong vài giây như Samsung Galaxy S10. What? Đầu tiên thì các bạn cần phải nắm được ý tưởng để ra một cái ảnh color point như thế nào. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là ảnh gốc và ảnh color point. Thì nó sẽ để ra cái ảnh color point, các bạn sẽ qua hai bước xử lý. Bước đầu tiên các bạn sẽ chuyển từ ảnh gốc dùng mình sang ảnh đen trắng, từ ảnh này sang ảnh đen trắng như thế này. Bước thứ hai các bạn cắt cái ảnh chủ thể anh cô gái này dùng mình thì nó ra ra hình này. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ ghép cái ảnh, bạn cắt được cái ảnh chủ thể này, bạn ghép vào cái ảnh đen trắng này thì nó ra ảnh color point. Để thực hành chúng ta sẽ làm như sau. Bạn vào cái phần mềm Photoshop, các bạn chọn file open này. Đây, các bạn chọn cái ảnh gốc này. Tiếp theo bạn sẽ vào cái image này, adjustment, và chọn zoom mình cái chức năng black white. Đấy, thì nó sẽ tự động là sẽ ra màu trắng đen cho bạn, và các bạn chỉ được chọn ok thôi. Và các bạn lưu lại cho mình. Bạn chưa là ghi là ảnh đen trắng cho mình nha. Và định dạng của nó là cái format là JPEG nha. Các bạn lưu lại cho mình. Xem lại. Rồi chọn OK. Bước tiếp theo các bạn vào cái công cụ Remover Background. Đấy, công cụ này thì mình đã chia sẻ rất nhiều ở các bài học trước, thì các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể xem vào cái phần bên dưới mình có chia sẻ đường link cho các bạn. Đây các bạn chọn vào Select a Photo nhé. Rồi cái chọn cảnh gốc này. OK, rồi nó bạn chỉ cần việc chọn một click thôi thì nó sẽ tự động nó sẽ cắt hình cho các bạn. Và các bạn chọn Edit. Trên phần Edit này nó sẽ có phần Color và Photo, thì ở đây mình sẽ chọn Photo nhá. Chọn Select a Photo này. Và các bạn chọn cái ảnh đen trắng luôn, các bạn vừa chuyển sang từ ảnh gốc sang ảnh đen trắng, bạn chọn vào đây. Đó, thế là bạn đã ra ảnh color point rồi đó. Thật đơn giản phải không các bạn? Các bạn chọn OK rồi mình. Chỉ khi mà các bạn chọn OK thì có phần blue này, blue để bạn làm mờ cái nền đấy nhá. Nhưng các bạn đừng làm mờ nền quá. Bạn chỉ cần theo mình nghĩ thì bạn có thể đánh nguyên hoặc là chỉ cho nó một chút thôi. Đấy. Rồi bạn save vào lại.
đây là cái ảnh color boy mà sau khi mình đã sleep. Các bạn mà thấy hay thì hãy like, đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Chúc các bạn thành công.